của KDF, giúp họ cân bằng tỷ số và giúp cho họ vẫn còn hy vọng trong việc kết thúc đi chuỗi hai trận thua liên tục của KDF. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với cấm chọn. Lần này thì Bion họ đã trở về với phía đội xanh rồi, và để xem liệu rằng là những cái nụ cười của huấn luyện viên Edgar có được chuyển hóa thành chiến thắng ở trong cặp Bion 3 này hay không. Rõ ràng là Quang Đông Fix không phải là một đối thủ dễ chơi một chút nào cả, nhưng chúng ta cũng thấy rằng là Bion cũng đã xử lý rất là tốt từ đầu ván thi đấu cho tới giai đoạn cuối. Họ chỉ có làm sai một bước nhỏ thôi, nhưng đôi khi một bước nhỏ cũng sẽ phải trả giá bằng một điều gì đó rất là lớn, và Bion không được phép mắc sai lầm tương tự ở trong ván đấu cuối cùng này. Vâng, và đến với cấm chọn trong ván thứ 3 thì Bion sẽ trở lại bên phía đội 1, và những lực cấm mà họ đã đưa ra bao gồm Leblanc cùng với Sejuani. Trong khi đó ở bên phía đội 2 thì các thành viên phía của KDF đã quyết định loại bỏ đi Vi cùng với Ivan. Họ đã thay đổi lực cấm của mình với Vi cùng với Ivan và Nico, chứ không còn là cấm Renekton nữa. Và liệu rằng có một tình huống first pick Renekton dành cho Morgan hay không đây? Ồ, vậy là thực ra là cũng có rất nhiều những sự đắn đo bên phía đội hình của Bion. Tôi tin là như vậy, bởi vì là còn Renekton, còn Tristana, còn rất nhiều những sự lựa chọn khác mà có thể lấy về dành cho các thành viên của Bion. Nhưng họ sẽ buộc phải đánh đổi thôi, chỉ có một lựa chọn duy nhất sau khi mà phase cấm kết thúc. Họ sẽ nhường cho Karis, còn Quang Đông Fricks mang về cho mình Azir về cho Bulldog, và thêm đó là một vị tướng được ưu tiên ở vị trí thứ 4 sau Vi, Sejuan và Poppy, đó chính là Makai. Với những lựa chọn đang được đánh giá là power pick đến từ cả hai bên thì KDF cũng chấp nhận là không lấy Renekton. Họ thấy rằng vẫn còn Jack, vẫn còn Cassante là những vị tướng mà Dudu sẽ dùng để đối đầu với Renekton của Morgan, nên họ để cho đối phương có được con bài này. Và cuối cùng thì Renekton cũng đã có trong ngày thi đấu hôm nay, rơi vào tay của Morgan. Với hai carry trong đội hình của họ sẽ là Tristana cùng với Kai'Sa trong tay của Karis và Henna. Ở chiều ngược lại thì KDF đã khóa vào cho Zhang Zhe một vị tướng đi rừng mà anh ta cũng rất thuận tay bên cạnh con Sejuani, đó chính là Maokai. Và họ cũng có hai carry khác được xuất hiện ở tại phase 1, bao gồm As cùng với Azir cho Bulldog. Còn As thì để xem là nó sẽ là As của Taeyun hay là Andil. Tôi cũng chưa thực sự được theo dõi Andil thi đấu quá là nhiều, nhưng mà với cái phong cách mà Andil đã thể hiện trong những ngày vừa qua thì cảm giác rằng là Andil sẽ có thể chơi một cái vị tướng mà không phải là con Ash này. Nhưng mà tất nhiên rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem. Thì với việc mang ra cho mình sự lựa chọn Ash như thế này thì Quang Đông Fix đang đặt Bion lên cái sự lựa chọn là buộc phải cấm đi hai trong số những hỗ trợ, một là Leo, hai là Bion. Rằng là có muốn nhắm tiếp vào Andy hay không khi mà những sự lựa chọn ở đường trên vẫn còn được mở ra rất là nhiều. Đúng, vẫn còn rất nhiều vị tướng khu vực đường trên mà Dudu có thể mang ra. Nhưng quyết định đến từ Fabian không phải là cấm lên khu vực đường trên của Dudu ở phase 2, mà họ lại cấm đi con Milio trong tay của Andy. Ván thi đấu thứ 2 vừa rồi thì Andy cũng đã có một màn trình diễn Rakan rất là xuất sắc, nhưng ván thi đấu này thì có vẻ Rakan và As không phải là cặp đôi đường dưới đi chung với nhau được, nên họ cấm đi Rakan của Efforts và trước đó là Skarner của MT nữa. Thì lực cấm cuối cùng Bion, liệu rằng họ có phải loại đi Jack hay là Cassante Dudu, hay họ sẽ tiếp tục nhắm tới hỗ trợ của đối phương đây? Đang suy nghĩ. Và đó, vừa rồi camera của LCK cũng đã cho chúng ta thấy gương mặt của Effort để xem là cái quyết định của Effort sẽ là như thế nào nữa. Bởi vì nếu như mà cấm đi nữa thì cũng hạn chế đi những cái sự lựa chọn của chính anh ấy ở trong đội hình của Bion. Và sẽ quyết định là nhả lại con Brom dành cho Andil nếu như mà Andil muốn, mà thay vào đó là muốn khóa đi con Jack dành cho Dudu, hợp lý thôi. Khi mà đã có Renekton được khóa vào trước rồi thì sẽ cần phải hạn chế bớt đi những cái sự lựa chọn dành cho Dudu. Thì vẫn còn đó Sante, Gragas vẫn còn rất nhiều. Nếu như đây là một ván đấu phải đối đầu cùng với những đội tuyển như là KT hay là Gen.G thì có thể sẽ xuất hiện một con Queen khu vực đường trên. Nhưng ngày hôm nay thì Quang Đông Fix sẽ không sử dụng Queen. Đó là một vị tướng đường trên cũng không phải là dễ dùng. Và quyết định của Dudu an toàn hơn một chút với một con Sante khu vực đường trên. Một vị tướng mạnh đã làm quá tốt ở tại ván đấu thứ 2. Còn Henna đã khóa vào dành cho Efforts, con bài hỗ trợ của Bion trong ván đấu này sẽ là một con Rell, một vị tướng hỗ trợ có khả năng mở ra tranh tốt dành cho đình của họ. Và họ sẽ lấy một con tướng đi rừng, đó là Lee Sin dành cho MT. Đúng ra là camera phải lia cho chúng ta thấy gương mặt của MT mới đúng chứ. Đây là một sự tự tin rất là lớn tới từ MT. Và bên phía của Bion họ đang muốn thiết lập một cái thế chủ động ở cái nửa trên bản đồ với cái sức mạnh từ sớm của Tristana Lee Sin, hoặc là cặp đôi tốt rừng Renekton Lee Sin nếu như họ muốn. Còn ở khu vực đường dưới thì Effort cũng đã có cho mình một kèo thi đấu chủ động, đó chính là con Rell rồi. Đội hình của Bion một lần nữa mang về là một đội hình cũng tương đối mạnh về khả năng giao tranh. Cả hai bên đều có những carry rất mạnh cho đội hình của mình, với Azir đến từ phía KDF, thì bên phía bên này cũng có Tristana cùng với Kai'Sa.
Nhưng rừng thì có vẻ rừng bên phía của KDF đang có một lựa chọn dễ dùng hơn, đó là Maokai. Vừa chống chịu, vừa mở giao tranh, vừa có hiệu khống chế trên diện rộng. Còn Lee Sin của Umtiti thì thực ra trong quá khứ thời thi đấu cho Jhin-E thì Umtiti đánh con Lee Sin này rất nhiều, và thậm chí là anh ta spam Lee Sin rất nhiều ở tại FCK tại thời điểm đó. Nhưng đó là thời điểm đã trôi qua rất lâu rồi, và Lee Sin ở tại meta này thì không phải là vị thứ đi rừng dễ dùng. Nó sẽ yêu cầu Umtiti làm được làm rất nhiều thứ nếu như muốn Lee Sin của anh ta tác động tới bản đấu. Ở giai đoạn đầu trận thì không biết liệu rằng là con tướng Lee Sin trong tay của Umtiti nó sẽ giúp cho người chơi đi rừng này của Beyond sẽ tiếp tục duy trì được những cái chỉ số của mình về những cái việc tham gia điểm hồi phục hay không. Bởi vì là mặc dù không có những cái hiệu ứng khống chế cứng, nhưng mà khả năng băng bổ và giao tranh và khả năng gây ra sát thương ở giai đoạn cấp 2, cấp 3 của Lee Sin cũng là cực kỳ tốt. Và đây là một cái cơ sở để cho Beyond có thể cố gắng lấy về được càng nhiều lợi thế ở giai đoạn đầu trận càng tốt. Và hy vọng là ở giai đoạn giữa của trận đấu thì họ sẽ không quăng đi giống như cách mà họ làm vào đầu trước nữa. Chúng ta cùng chờ xem. Ở Quantum Freaks, Beyond cần phải có tới ván thi đấu cuối cùng. Vâng ạ, thưa các khán giả, chúng ta hãy cùng nhau đến với ván thi đấu thứ ba, ván thi đấu cuối cùng của cặp bêu bà ngày hôm nay giữa Beyond đối đầu với cả Quantum Freaks trong khuôn khổ lượt về LCK mùa hè 2023. Đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok cũng như là GG Live. Và như đã chia sẻ, đây ván thi đấu cực kỳ quan trọng đối với cả hai đội tuyển. Sau đây thì họ sẽ còn gặp rất nhiều những đối thủ khác nữa, nhưng với chiến thắng này thì cả hai đội tuyển sẽ giữ được lại cho mình cái hy vọng giành về tấm vé vào top 6. Vâng, đúng là như vậy. Khoảng cách hiện tại của họ trên bảng xếp hạng là con số 2 điểm, và KDF tạm thời đứng ở vị trí thứ 6, nhưng phía dưới họ đang là những đội tuyển bám đuổi rất sát với DRX là 3 điểm, chỉ cách Quantum Freaks 1 điểm mà thôi. Còn những đội tuyển như là Rion hay là Lixenbox hay là NoSim thì họ đều có được 2 điểm rồi, đang là một tình huống tấn công ngay cơ độ 1 từ Umtiti. Pha sóng âm tốt lấy đi khoảng chừng 1/3 cây máu của Bulldog, có lẽ là một tiền đề ổn để Karis có thể có lợi thế đi đường dành cho anh ta. Cái sự chủ động cho thấy được rằng là Umtiti cũng đang rất là cố gắng để có thể có được một cái ván thi đấu thứ ba này bùng nổ, và hy vọng rằng là có thể vào tay để cùng với cả Beyond giành về chiến thắng. Thậm chí rằng Karis cũng đang cho thấy một cái sự tự tin rất là lớn khi ngay lập tức là nhảy lên bắn thẳng vào người của Bulldog, kéo Bulldog mất xuống còn có 50% HP, sau đó lui về bắt đầu farm lính, sẽ là người thi đấu chủ động hơn rất là nhiều ở khu vực đường giữa. Bulldog đã buộc phải bấm cho mình bình máu rồi, lợi thế hơn dành cho Karis. Thậm chí là bình máu mà Bulldog đã bấm đó là bình thứ hai mà anh ta mang theo rồi, chỉ có 2 bình máu để Bulldog có thể trụ đường mà thôi. Tất nhiên có thể thêm bánh Big Quy, nhưng mà việc mà bị mất máu nhiều như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng đẩy đường và đi đường của Bulldog. Đường trên thì Dudu vẫn xử lý cơ sân tê cực kỳ tốt. Morgan có khả năng phục hồi tới từ Rayton, nên đây cũng có lẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với đường trên bên phía của Brion. Và anh ta đã có cấp độ 2. Cấp độ 2 thì quyết định đến từ Morgan sẽ là nâng vào cắt và sắt. Và vòng rừng tới từ Lee Sin của Umtiti là vòng rừng từ dưới lên. Nên Morgan có quyền trao đổi máu với đường trên đối phương, vì anh ta sẽ có được tình huống gank tới từ Umtiti ở cấp độ 3, cấp độ 4 chẳng hạn. Nếu như cứ trao đổi máu liên tục như vậy, đó sẽ là tình huống mà Umtiti có thể gank được. Một pha ứng tiễn của Taeyun đã phát hiện ra vị trí đứng tới từ Umtiti. Nhưng kể cả như vậy thì vòng rừng của Zhang Zhen đã ăn từ trên xuống như vậy thì cũng sẽ không hỗ trợ được cho Dudu. Sẽ là lên cấp 3 trước luôn tới từ Morgan, lao lên trao đổi cực kỳ mạnh, kích hoạt được cho mình được chinh phục, và Dudu chỉ còn cỡ khoảng tầm hơn 200 máu một tẹo thôi. Và buộc sẽ phải lui về một nhịp, vẫn còn bình máu, vẫn còn bánh Big Quy mà tân lính đang được đẩy vào nữa. Đây là cái nhịp mà Dudu biết được rằng là người chơi đi rừng đối phương đang có mặt ở đây rồi, nên Dudu sẽ không cần phải làm gì mạo hiểm cả. Nhưng cái quan trọng là sẽ cần phải giữ máu, bởi vì Lee Sin cùng với cả Rayton cũng có thể sẽ băng trụ được vào một khoảng thời điểm mà Dudu bất cần. Rồi bắt đầu là những tình huống bấm bình đến từ Dudu, cắm mắt sang phía bên kia bờ tường và một dấu bình thẳng với khu đường trên tới từ Umtiti. Lượng nộ là trên 50 nộ dành cho Morgan cho tình huống này. Dudu đã vào một cái thế mà anh ta có thể bị băng trụ, nhưng đây là quyết định an toàn tới từ Umtiti khi mà anh ta đang lởn vởn ở tại khu vực cỏ trắng 3, cắm mắt để lại và sau đó đánh hoa soi sáng và giật về farm cua. Như vậy là họ đánh giá rằng tình huống này băng trụ sẽ là hơi nguy hiểm một chút khi mà Dudu vẫn còn khoảng chừng nửa cây máu, còn một bánh Big Quy, và bộ kỹ năng tới từ cơ sân tê cũng là một bộ kỹ năng có khả năng chống băng trụ tốt với bước chân thần tốc cùng với mở đường. Đó là hai kỹ năng rất là cơ động của một cơ sân tê.
Và như vậy thì vòng rừng đầu tiên khép lại, Umtiti có được cua trên, anh ta thậm chí có định tấn công khu đường giữa chứ không phải đứng trên nữa, và tấn công ở cấp độ 3 tới từ Umtiti. Tốc biến còn Bulldog, liệu rằng dùng tốc biến như thế nào đây, tốc biến về trong trụ và anh ta thành công trong việc né đi cú sóng âm tới từ Umtiti. Răng Jack cấp độ 4 có mặt, nhưng lúc này thì đường giữa của anh ta đã hết máu để phát động một pha phản ganh rồi. Umtiti đang đánh rất là chuẩn với cái kèo mẫu tướng Lee Sin của mình nhá, đánh lệch hẳn lên khu vực nửa trên của bản đồ để cho Henna và Effort tự biên tự diễn ở khu vực đường dưới thôi. Đơn giản là cặp đôi đường dưới của Bion sẽ cần phải đánh an toàn, không lao lên đứng quá cao, không cố gắng trao đổi với cả Ashe và Alistar bên phía bên kia để làm gì cả đó. Nếu như mà có trao đổi chắc chắn sẽ là trao đổi lỗ. Nhưng mà ngược lại, Bion họ đã làm được một cái công việc rất là tốt ở khu vực nửa trên rồi. Morgan đang đẩy rất sâu vào trụ của Dudu, đang hơn cấp so với cả Dudu. Karis thì lời hơn Bulldog một cái tốc biến. Một pha trao đổi tốt đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của KDF. Về chỉ số farm thì hiện tại khu đường dưới đang không có nhiều cái sự tranh farm đến từ hai xạ thủ. Nhưng đường giữa thì có nha. Đường giữa thì Karis đã có một tiền đề rất tốt với những lợi thế mà người chơi rừng của anh ta mang lại. Thì vừa là phép bổ trợ nhỉnh hơn, vừa là những chỉ số farm nhỉnh hơn dành cho đường giữa bên phía của Brion. Qua đó thì ít nhất đã có một kèo đấu giữa hai carry bị chênh lệch ở trong ván thi đấu này. Ở đường trên thì lúc này Dudu quyết định về à? Ở một ngưỡng máu như vậy tôi nghĩ là anh ta sẽ không chịu áp lực băng trụ đến từ bên phía của Brion. Nhưng cái kèo đấu khu vực đường trên chất tướng thua thiệt đã khiến cho Dudu bị bất lợi hơn trong việc đẩy đường. Cùng với vòng rừng mà Umtiti có thì nó sẽ liên tục là vòng rừng từ dưới lên nữa. Và vòng rừng từ dưới lên liên tục như vậy nó sẽ tạo ra những tình huống tấn công rất là nguy hiểm. Nhưng Umtiti đang muốn ghé xuống khu đường dưới một nhịp, một pha mở trượt tới Jeffers. Andrew cũng không có định mở ngược trở lại, anh ta mở ngược trở lại nhưng đây là tình huống cắn mồi đến từ Andrew. Và sau đó thì Alistar của anh ta sẽ phải về bằng đường hàng không, mạng hàng gục nhường tay dành cho xạ thủ của Brion. Cực kỳ tuyệt vời tới từ Brion, họ đã để lại cái mạng đầu tiên dành cho Henna luôn rồi. Một tình huống có mặt cực kỳ kịp thời tới từ Umtiti. Và đúng thật là Andrew đã bị cắn mồi trong pha vừa rồi. Một pha lao vào tới từ vị tướng Alistar. Mà khi đã lao vào là đường ra chỉ còn cái tốc biến mà thôi. Và Andrew quyết định là sẽ giữ lại cái tốc biến của mình và buộc phải đánh đổi lượng tài nguyên. Ngay lập tức là lượng kinh tế được nâng lên thành con số là hơn 1.000 vàng chênh lệch cho Brion từ một khoảng thời gian rất sớm. Một pha tấn công hiệu quả tới từ Umtiti với một pha đầu tiên mở thì hơi lỗi từ Red Force, nhưng đó là một tình huống mà họ có sự tự tin cao khi Umtiti đã ở vị trí có thể tấn công được. Nếu như Andrew quyết định để cú combo bỏ hút nghề nát của mình để rút lui thì có lẽ là bên phía của Brion sẽ không có được bất cứ thứ gì cho tình huống di chuyển này của Umtiti cả. Nhưng mà hàng gục được nhường lại dành cho Henna trong pha này cũng giúp cho bên phía của Brion đã có một lợi thế nho nhỏ ở tại khu đường dưới. Và họ cụ thể hóa tình huống tấn công thành công của Umtiti bằng việc khởi động con rồng nguyên tố đầu tiên với pha di chuyển ra hỗ trợ tới từ Karis, người đang có được lợi thế trực tiếp tại khu đường giữa. Trong khoảng thời gian mà Bulldog không tốc biến thì chúng ta anh ta sẽ không dám đẩy quá cao để di chuyển sang hai cánh như vậy. Và đây sẽ cũng là một tiền đề để Umtiti hướng tới cấp độ 6 sớm hơn cho con Lee Sin của mình. Cua dưới có, rồng có, đó là những lượng kinh nghiệm rất lớn dành cho Umtiti. Và sau đó thì vòng rừng của Umtiti cũng là tương đối là chuẩn nhá. Anh ta sẽ có cho mình được về là ăn con bùa đỏ này, xong rồi sẽ có thể hướng lên khu vực đường trên luôn, là sẽ tiếp tục giúp cho Morgan duy trì cái thế đẩy. Và nếu như mà bên phía của Brion muốn thì họ cũng sẽ có thể kiểm soát được con sứ giả cỡ khoảng tầm 1 phút nữa là có mặt ở trên bản đồ rồi. Brion họ đang, nếu như mà họ làm đúng như vậy thì cái tình huống mà xử lý những mục tiêu ở trên bản đồ, xử lý thông tin của họ sẽ là tương đối tốt. Và chúng ta sẽ cùng phải chờ xem liệu rằng là Umtiti sẽ muốn lên đường trên hay là xuống đường dưới để có thể tiếp tục duy trì được cái áp lực dành cho Henna này, khi mà Henna cũng đang chuẩn bị đẩy ngược trở lại rồi. Rất căng, một mạng hàng gục duy nhất dành cho Henna là những gì có ở trong khoảng chừng 7 phút thi đấu vừa qua, cùng với một dòng nguyên tố dành cho bên phía Brion. Còn con sứ giả cánh trên thì để xem là liệu rằng cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Brion với một thế thắng đường đẩy trước, họ có muốn di chuyển lên cánh trên hỗ trợ đồng đội của mình hay không, hay họ đánh giá rằng lúc này sức mạnh của bộ ba cánh trên bên phía Brion sẽ đủ lớn để họ có thể ăn sứ giả mà không cần đến tình huống di chuyển của Henna và Efforts. Họ đang có hai đường đơn đều thắng, họ đang có một chất tướng đi rừng tấn công mạnh ở cấp độ 6 của Umtiti. Thì ở đây đúng là một tình huống mà họ có lẽ sẽ không cần tới cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của mình để có một pha tấn công tại sứ giả của đường trên. Pha chiêu cuối cô lập thành công Morgan trong trụ, và ngay lập tức Morgan đã phải đầu tư phép bổ trợ tốc biến của mình để rút lui. Dudu chưa muốn bỏ qua và Morgan đã bắt buộc phải đầu tư thần cá sấu để giữ mạng cho pha này. Răng Je có mặt, Lee Sin của Umtiti cũng có mặt, và sau pha sóng âm lao vào chủ động trao đổi chiêu thức đến từ vị trí của Umtiti. Thần cá sấu với một cú đứt nộ sát thương là khá nhiều tới từ Morgan. Quyền lực thiên nhiên được dùng để rút lui tới từ Răng Je. Nộ long cước vẫn còn, nộ long cước nhưng Morgan bị CC và anh ta vẫn tỉnh kịp với tình huống vũ điệu cá sấu. Lấy mạng thành công người chơi dưới phương và Umtiti chuyển sang tấn công vào người Dudu. Người không còn tốc biến, không còn chiêu cuối. Q3 sẵn sàng tới từ Dudu. Sóng âm đến từ Umtiti cũng đang sẵn sàng. Lách thành công cú Q3 đối phương và quyết định không băng trụ đến từ bộ đôi bên phía của Brion, và họ vẫn có được một mạng dành cho Umtiti. Đó là một tình huống xử lý cực kỳ tuyệt vời tới từ con Lee Sin của Umtiti. Dùng nộ long cước đẩy được Yang Ye về vị trí của Morgan, người đang đứng đợi sẵn với một cú vũ điệu cá sấu. Mặc dù không có điểm hạ gục nhưng mà không có vấn đề gì đối với cả Morgan cả, cái áp lực ở khu đường trên vẫn đang được duy trì cực kỳ khủng khiếp.
Dudu không thể nào đối đầu được lại với cả Morgan, bởi vì đây là tướng tủ của Morgan mà, lúc nào cũng bị đẩy đường nhiều hơn. Pha trao đổi của Morgan tốt hơn rất là nhiều trong cái pha đó, khiến cho Zhang Ze cũng không có cơ sở để có thể giao tranh được tiếp nữa. Và Umtiti đúng thật đã có được cho mình con sứ giả dành cho OK Swing Bang Brion. Một ngày thi đấu của những lựa chọn ngoài meta. Ở ván đấu đầu tiên thì lựa chọn ngoài meta đó là Zerat đã không phát huy tác dụng đối với bên phía của Bulldog. Ván đấu thứ hai thì Kalista của Henna cũng tương tự là như vậy. Nhưng đến ván đấu thứ ba, lựa chọn ngoài meta đó là Lee Sin của Umtiti thì lại đang phát huy tác dụng. Và bây giờ sẽ là tình huống băng trụ với cú đứt nộ tới từ Morgan. Làm sao mà né sóng âm, nhưng mà dính đứt nộ đây. Gồng mở đường, ôi vẫn chưa sóng âm kìa. Sát thương vẫn là đủ mà thôi. Mặc dù hơi cồng kềnh một chút, họ sẽ có được mạng của Dudu. 3-0 dành cho người chơi đi rừng, chính xác là dành cho bên phía Brion, với người chơi đi rừng đang hoạt động cực kỳ hiệu quả và họ sẽ có luôn rất nhiều giáp trụ khu đứng trên, xứng giả được tiết kiệm tới điểm tỷ. Cái sự năng nổ này của Umtiti rất là xứng đáng để cho người chơi đi rừng của Brion có được về cho mình 2 điểm hạ gục. Còn những gì mà Morgan có được nó không phải là một cái KDA đẹp, nhưng mà anh ấy đã có được cho mình tới tận 2 lớp giáp trụ ở khu nửa trên của bản đồ, khiến cho cái khoảng cách chênh lệch về lượng kinh tế nó càng ngày càng nhỉnh hơn rất là nhiều dành cho Morgan. Và đã xong cho mình được món đồ đầu tiên trên người chơi đường trên của bên phía Brion rồi. Chênh lệch chỉ số lính là 20 so với cả Dudu bên phía bên kia, hơn một level, hơn hai lớp giáp trụ. Brion họ đang đánh quá chuẩn ở giai đoạn đầu trận thêm một lần nữa. Vâng, và Umtiti đang có 100% KP với con Lee Sin hoạt động cực kỳ sông sáo của mình. Những pha tấn công của anh ta rất sắc nét. Đầu trận là một pha tấn công lấy máu của đường giữa đối phương, sau đó là pha tấn công cấp độ 4 lấy tốc tiến của đường giữa đối phương, xuống đường dưới mớm chiếc cốc đầu cho Henna, lên đường trên khuấy đảo chung với Morgan, và họ đã có được hai mục tiêu lớn với những khả năng kiểm soát điều tới từ Umtiti. Pha sóng âm lấy mạng người chơi đối phương, và mặc dù không lấy được mạng của Dudu cho pha này, nhưng họ vẫn có sứ giả và thực hiện pha băng trụ. Mặc dù đã có một pha mở đường tốt đến từ Dudu để thoát khỏi hiệu khống chế tới từ đức độ của Morgan, kể cả là như vậy, Dudu vẫn phải lên bảng, mạng dành cho Umtiti, khiến trụ có dành cho Morgan. Những lợi thế được gây dựng trong khoảng chừng 10 phút vừa qua đang giúp cho bên phía của Brion dẫn trước khoảng chừng hơn 2.000 tiền. À, chắc chắn rằng là những cái lợi thế nó sẽ còn càng được nhân lên nhiều lần nữa, bởi vì là trên người Umtiti vẫn còn con sứ giả chưa được thả ra. Và khi mà ở khu vực đường trên, cái tốc độ đẩy của Morgan vẫn đang căng như thế này, trên người của Morgan lúc nào cũng có tàn phá hủy diệt như thế này, thì liệu rằng có một tình huống thả sứ giả nó hơi lạ so với cả thời điểm hiện tại của Umtiti hay không, là thả cho Morgan hay là vẫn sẽ là hình ảnh quen thuộc là thả đường giữa. Đấy, Umtiti chạy ra đường giữa rồi, vậy là rất có thể sẽ là thả đường giữa, sau đó là tiện đường công tác xuống để ăn cho mình con rồng thứ hai. Đẹp luôn rồi, kịch bản rất chuẩn dành cho bên phía của Brion. Mặc dù đường dưới đang có những sự thua thiệt về mặt chỉ số farm đến từ Henna, nhưng ít nhất là anh ta đã có giao điện static sẽ là đẩy đường liên tục tới từ xạ thủ của Brion để họ hướng tới những con rồng nguyên tố trong pha đấu này. Và ở thời điểm này, ngưỡng sức mạnh của đội bên phía KDS chưa đạt. Một Azir mới chỉ cầm một cái bí chương thất truyền, một As lúc này mới chỉ có được bó tên ánh sáng cùng với giày cùng nộ. Sẽ chưa phải là thời điểm mà lượng sát thương tiến sau của KDF có thể cân bằng được với những áp lực mà Brion đang có trên toàn bản đồ. Và đường trên lúc này cũng đã sẵn sàng dịch chuyển. Nhưng dịch chuyển xuống ở trạng thái nửa cây máu như vậy, Dudu sẽ không phải là một đường trên có khả năng tác động tới tình huống giao tranh tốt bằng so với những gì mà Morgan đang có. Sóng âm của Umtiti trượt. Nhưng pha này thì rõ ràng là bên phía của KDF cũng không phải là những người đang ở thế chủ động hơn. Họ không có nhiều tầm nhìn quay khu sông dưới. Họ sẽ cần phải rất cẩn thận với những pha tốc biến mở của Effort. Một Drell đã có cấp độ 7, tốc biến sẵn sàng. Họ có thể phát động một pha tấn công nhờ trạng thái hơn trang bị như thế này. Đang phải chờ cái nhịp đẩy tới từ Karis ở khu vực đường giữa đã. Sau đó thì Karis sẽ có thể dễ dàng di chuyển hơn xuống khu vực bờ sông. Tuy nhiên thì bên phía Bulldog đang làm tương đối tốt và đang khiến cho Karis phải đứng rất sát vào trụ. Ở đường trên thì cả hai người chơi đi đường đơn đều đang có cho mình dịch chuyển. Không biết liệu rằng là có cơ sở để xuống được hay không mà thôi, khi mà Morgan chắc chắn sẽ ở đường trên rồi, bởi vì anh ta có tàn phá hủy diệt, sẽ cố gắng ăn cho mình thêm những lớp giáp trụ. Umtiti đang cố gắng triển khai con rồng. Effort đang đứng ở vị trí không có tầm nhìn của Wanofric nhá. Wanofric họ buộc phải lui về bởi vì là ở trong phần rừng của mình tối quá. Rồng 2 dành cho OK Swing Bang Brion. Một góc đứng rất áp lực đến từ hỗ trợ của bên phía Brion. Anh ta thậm chí cắm luôn mắt kiểm soát để triệt tiêu cái lượng tầm nhìn tới từ một con mắt ở trang bị hỗ trợ của Andrew, và điều đó khiến cho bên phía của KDF bị thiếu tầm nhìn trong pha tranh vừa rồi. Nếu như họ cố dưỡng con rồng nguyên tố vừa rồi, cái giá phải trả có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở một con rồng nguyên tố đâu. Quyết định buông bỏ là quyết định hợp lý đối với phía KDS, nhưng đó vẫn là con rồng nguyên tố thứ hai. Một ngưỡng sức mạnh mới dành cho đội bên phía của Brion. Umtiti có một pha phát động tấn công, và đó là một pha mà anh ta quyết định không đầu tư cú chiêu cuối cùng với tốc biến của mình để tấn công thêm. Anh ta muốn giữ tài nguyên lại để đánh lên cánh trên hỗ trợ cho Morgan trong việc tấn công Dudu. Dudu đã mất dịch chuyển trở lại khu đứng trên trong những áp lực mà anh ta phải đối mặt với một Rayton đã hoàn thành xong chiến huyết của Morgan. Còn Morgan vẫn tiết kiệm được phép bổ trợ này. Umtiti cướp rừng trước, kiểm soát tầm nhìn trước và hướng tới sứ giả sau. Cái sự chênh lệch nhẹ về cái lượng chỉ số quái vật rừng giữa Zhang Ze với cả Umtiti bây giờ nó không phải là vấn đề nữa rồi, khi mà lượng đồ đang là hoàn toàn nghiêng về bên phía Umtiti. Thêm đó là một cái nhịp di chuyển cực kỳ là khó chịu tới từ Effort lên một nửa trên của bản đồ nữa. Thậm chí rằng Effort vẫn đang đứng ở đây,
Và chúng ta hãy cùng nhìn trên bản đồ nhỏ kìa, cái lượng mắt màu xanh được cắm ra trong vườn rừng bùa đỏ của nhà Quantum Freaks, tôi đếm không nhầm thì là 6 con thì phải. Tức là bất cứ khi nào mà có sự xuất hiện của Giang Dê là Morgan sẽ biết, Morgan sẽ được đảm bảo 100% là mình an toàn ở khu vực trên bản đồ. Vì anh ta có cấp độ 9 quá sớm nên anh ta chuyển trang bị mắt thập tổ của mình thành một cái thấu kính. Và anh ta đã dọi những cái thấu kính vào trong phần rừng đối phương. Lần về nhà vừa rồi hoàn thành xong giày thủy ngân thì anh ta đổi cái thấu kính thành một cái máy quét. Và rất nhiều mắt đúng là như vậy. Họ đã thắp sáng trưng phần rừng bùa đỏ bên phía OKDF. Và từng pha di chuyển của Maokai trong tay Giang Re đều đã bị lộ vị trí. Thì lúc này trụ đứng trên, Morgan dịch chuyển trở lại. Anh ta sẽ có được trụ một toàn bản đồ với 400 tiền thưởng dành cho Morgan trong pha vừa rồi. Và mặc dù không phải là một cái trụ trọn vẹn 5 kiên trụ nhưng vẫn là một lượng tiền lớn chảy vào túi của anh ta. Sóng âm vồi cước la vào, âm ti bắt buộc cho Andrew phải là người dùng tốc biến để rút lui. Và đó là một pha FF bổ trợ mà họ không phải đầu tư bất kỳ một tài nguyên quan trọng nào cả. Rất là chủ động từ bên phía của Beyond. Bây giờ thì khi mà có được cái tốc độ đẩy đường tốt tới từ Kai'Sa đao điện, rồi Tristana của Karis cũng đã có cho mình cái móc diệt thủy quái rồi, thì Beyond họ đang chủ động di chuyển cùng nhau, họ không đi lẻ nữa. Mà ngay lập tức bất cứ khi nào Umti với cả Effort di chuyển thì ngay lập tức ở phía sau có Henna với cả Karis luôn. Vậy nên nếu như có giao tranh nổ ra thì cái nguồn sát thương của bên phía Beyond là nhỉnh hơn rất là nhiều so với Quantum Freaks. Còn nãy giờ thì Dudu sẽ buộc phải giữ lại ở khu vực đường trên thôi. Mặc dù là không còn trụ nữa rồi nhưng nếu cứ để Morgan đẩy lẻ thì tốc độ tăng thêm sức mạnh của Morgan nó sẽ còn càng khủng khiếp hơn nữa. Một ván đấu với 3 mà hạ gục, cách biệt về tiền là hơn 3.000 tiền và những mục tiêu lớn đã được kiểm soát liên tục bởi bên phía Brion với hai dòng nguyên tố cùng với có thể sẽ là hai sứ giả. Vì con sứ giả thứ hai này thì bên phía KDF đã bắt buộc buông bỏ, họ không có cơ sở để cạnh tranh nó khi mà các đường cánh trên của họ đều đang bị bất lợi như vậy. Nhưng liệu rằng họ có một tình huống phản công nào đó cánh dưới hay không đây? Giang Je rất chịu khó trong việc di chuyển tìm kiếm lợi thế cánh ngược lại, nhưng mà anh ta đi đâu là đi qua tầm nhìn đến đó và sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào dành cho Giang Je trong ván đấu này để gỡ lại những mà gục ở tại cánh dưới trong lúc đối phương ăn sứ giả cánh trên cả. Như anh ta đang cùng với đồng đội của mình áp lực để giúp cho Taeyun cùng với Andrew đẩy vào và tấn công trụ bộ đường dưới đối phương, nhưng họ không sao để quá cao. Và ván này tôi không thấy Taeyun có bất kỳ một tình huống đại băng tiễn nào cả. Gần như cơ hội để anh ta phát động những pha tấn công bằng đại băng tiễn là con số 0. Đúng thật là Taeyun cũng chưa dùng đại băng tiễn luôn. Khi mà ở đường dưới thì Effort với cả Henna lúc nào cũng đứng ở một cái vị trí nó rất là thấp, không có cái cơ sở để tung ra đại băng tiễn rồi ép Andrew phải là người lao lên mở giao tranh, rồi họ là người gặp bất lợi. Rồi hơn nữa rằng Taeyun cũng sợ rằng là có Umti ở bên cạnh nữa, bắn lên đường trên thì cũng có xác suất 50-50 trúng hoặc trượt. Vậy nên là Quantum Freaks họ đang phải đánh rất là nhùng trong khoảng thời gian vừa qua, họ đang không vận hành được cái đội hình của mình. Con Azir của Bulldog cũng không thể di chuyển được qua hai đường cánh với tốc độ đẩy của Tristana trong tay Karis là khủng khiếp hơn rất là nhiều. Maokai của Giang Dê thì gần như đang bị out jungle hoàn toàn, mặc dù farm hơn ở đường trên Dudu lúc nào cũng bận rộn. Brion họ đang xử lý rất chuẩn, đơn giản như thế mà thôi. Vâng, và nó có lẽ đến từ việc cấm chọn đến từ bên phía của KDF. Họ đã đánh giá rằng lượt cấm V của âm ty nó quan trọng hơn lượt cấm Raiden của Morgan. Họ cấm V của âm ty thay vì cấm Raiden của Morgan, và để rồi bây giờ họ đang phải đối mặt cùng với một con thần cá sấu đúng nghĩa đen. Morgan đang khiến cho người chơi đứng trên đang có những chỉ số top 1 tại LCK thực sự là ngộp thở khu đứng trên với những cách biệt hiện tại mà anh ta đang có. Và những áp lực dạng đầu trận của Brion tại thời điểm này nó thực sự đang khiến cho bên phía của KDF bắt buộc phải đánh thủ. Và họ đánh thủ thì có thể giữ mạng, họ không feed quá nhiều sau khi nằm xuống 3 mạng ở dạng đầu trận. Nhưng những mục tiêu lớn thì họ bắt buộc phải buông bỏ. Và để rồi khi mất con sứ giả thứ hai thì nó đang là công cụ để giúp cho Brion tấn công trụ một đứng giữa đối phương. Trụ một chỉ còn lại nửa cây máu, Morgan tạt bên phía cánh trái, Effort cùng với Umti tạt bên phía cánh phải. Và áp lực quá lớn khiến cho Taeyun cùng với Andrew bắt buộc phải bỏ qua trụ một đứng giữa và thậm chí sứ giả húc thêm một cú vào trụ hai. Liệu rằng Brion có muốn lấy nhiều hơn không? Không rồi. Không muốn lấy nhiều hơn bởi vì sợ rằng khi mà Quantum Freaks di chuyển tới thì sẽ có giao tranh nổ ra. Mà Brion thì đang muốn tiết kiệm tài nguyên để chuẩn bị có cho mình một tình huống giao tranh rồng, như thế là hợp lý hơn. Bản đồ linh hồn rồng nước, một bản đồ cũng là tương đối dễ chơi. Và đây là một tình huống có cơ sở giao tranh nên từ phía Brion tốc biến lao vào hút được hai người rất tốt từ bên phía của Effort. Taeyun phải tốc biến rất xa ra khỏi giao tranh rồi Enemy giết lại từ phía sau là Giang Dê tới Henna dùng thanh tẩy. Ở người lao vào đó chính là Dudu. Dudu cố gắng quẩy, Dudu mất rất nhiều máu nhưng Karis buộc phải lui ra rồi. Dudu vẫn đang cố gắng quẩy, Morgan đang bơi cực kỳ nhiệt bên phía bên trong. Morgan vẫn đang chống chịu được. Effort phải lui nhẹ ra và đến tình huống Bulldog lao vào vẫn chỉ là đẩy được hai người về. Có điểm mà gục đến bên phía Quantum Freaks, hai điểm mà gục luôn rồi. Morgan vẫn đang nỗ lực bơi nhưng bơi không nổi nữa, chỉ ăn được cái mạng của Taeyun mà thôi. Sau đó anh ta đã phải nằm lại. Pha giao tranh diễn ra với lợi thế thuộc về KDF và họ đang tiến ra con rồng nguyên tố thứ 3 của ván thi đấu này. Một pha giao tranh ở trạng thái thua rất nhiều về tiền thưa các bạn. Đó là cách biệt lên tới con số là gần 5.000 tiền dành cho bên phía của Brion nhưng họ vẫn giao tranh thua. Và tình huống mở vừa rồi đến từ Effort đã ép được tốc biến của Taeyun nhưng họ không bắt được vào ai quan trọng cả. Những mục tiêu quan trọng đã có một tình huống giữ vị trí tốt, đặc biệt là Bulldog mặc dù anh ta tới trễ.
nhưng anh ta tới với một cú phân trên hạ đẹp. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống này. Theyun đã tốc tiến đi giữ vị trí tốt với một tình huống dịch chuyển, thì đó là pha mà Karik dịch chuyển rất là hớ hênh, và để rồi anh ta bị dính full combo tới tình cờ sân tề của Dudu. Anh ta không bắn được quá nhiều cho pha tranh vừa rồi, chỉ có thể bắn vào lính mà thôi. Và để rồi từng thành viên yếu máu KDF họ vẫn rút lui được, còn những thành viên yếu máu của Bron thì không. Pha phân chia thế là ba người thì Bulldog lập tức lấy mạng người chơi hỗ trợ đối phương và tạo ra một tình huống tấn công vào hai trụ lực đối phương, và giúp cho bên phía KDF có được tiếng giao tranh thắng lợi vừa rồi, lật lại ván đấu phần nào đó ở trong ngày thi đấu này. Lượng tiền chênh lệch thì có thể là chưa lật lại ngay lập tức, nhưng chúng ta có thể thấy được rằng là Conflict đã giao tranh tốt hơn rất là nhiều. Còn cái gương mặt của bạn khán giả nữ vừa rồi là tôi tin chắc rằng là cũng giống như phần đông chúng ta cũng đang theo dõi trận đấu này, đúng không ạ? Bằng một cái cơ sở nào đó, Brion là người nhỉnh hơn rất là nhiều từ đầu trận, nhưng họ vẫn có thể giao tranh thua được. Và đó tôi nghĩ rằng đơn giản là những pha xử lý micro, những pha xử lý cá nhân tốt tới từ Quanonflix thôi. Họ bắt được vào những người quan trọng, họ khép góc cái thành viên phía Brion, và bên phía Brion họ cứ phải đứng co cụm lại với nhau, họ không tìm được những người quan trọng như là Bulldog hay Taeyun, rồi từng người phải nằm xuống. Đó là một tình huống giao tranh rất quan trọng trong ván đấu này để KDF giữ lại hy vọng của mình trong ngày thi đấu hôm nay, với một pha giao tranh mà những chủ lực của họ bắt đầu có những mạng hạ gục. Họ chỉ nằm xuống một người, đó là Taeyun, nhưng họ lại gỡ được rất là nhiều mạng trong pha giao tranh vừa rồi với ba mạng có được, và họ ngắt thành công cái mạch rồng, tránh áp lực linh hồn rồng quá sớm đến từ bên phía của Brion ở trong ván thi đấu thứ ba này. Và qua đó thì họ vẫn có thể tiếp tục câu thêm thời gian cho một đội hình có những vị tướng mạnh về dọn đường sau ván đấu như là Azir trong tay của Bulldog chẳng hạn. Nhưng để xem là liệu rằng bên phía Brion có muốn phá vỡ đi cái thế hiện tại và bên phía của KDF đang muốn farm hòa hay không. Họ có hai chủ lực có sát thương theo thời gian, nhưng bởi vì ván thi đấu này thì Henna cùng với Karis không có nhiều mạng nên họ cũng chưa chạm được những hai trang bị quá sớm. Đến ngón trang bị thứ ba tôi nghĩ rằng họ mới có đủ sức để gây sức ép tại Baron. Còn không, tại thời điểm này thì họ vẫn sẽ phải hướng tới những con rồng nguyên tố để giao tranh với bên phía KDF mà thôi. Một cái chút chậm nhịp tới từ bên phía của Beyond mà thôi. Họ vẫn đang duy trì được một cái khoảng cách là 4.000 vàng chênh lệch so với cả bên phía Conflict, bên phía bên kia. Mặc dù là có một pha giao tranh thua, mặc dù là cũng đã phải có những người phải nằm xuống, bên phía chủ lực của Conflict cũng đã ăn được mạng rồi. Tuy nhiên thì vẫn sẽ là một vài những cái khó khăn mà Conflict gặp phải ở trong thời gian tiếp theo. Ít nhất là họ cũng đã ngắt được cái nhịp rồng tới từ bên phía của Beyond, chứ nếu không là đó sẽ là một pha giao tranh tương đối tai hại đối với họ. Và bây giờ này, bên phía của Beyond họ đang muốn mở giao tranh thêm một lần nữa. Umti lao vào, nãy như là Andil, nhưng Andil vẫn đang về được với sức chống chịu tương đối là dày của con Alistar, và đơn giản là không gì xảy ra cả. Hơi khó để họ có thể tiếp cận tình huống mở vừa rồi khi anh ta không còn phép bổ trợ tốc biến nữa. Với tình huống di chuyển lên tấn công nhưng không bắt được ai thì lúc này bên phía của Beyond vẫn chưa thể nào có thể chạm vào con Baron một cách dễ dàng được, và họ vẫn đang tiếp tục duy trì thế lính đẩy ở cả ba khu vực đường của mình. Đứng giữa sẽ là cái giao điện của Henna với khả năng đẩy đường của một con Kai'Sa đã hai trang bị. Ở hai đường cánh sẽ là những tình huống đẩy đường đến từ Karis cùng với Morgan. Và bên phía KDF họ biết lúc này không có rồng nên là họ đang di chuyển lên cánh trên kiểm soát tầm nhìn, chỉ là một pha kiểm soát tầm nhìn để tránh một pha ép Baron của Brion mà thôi. Họ sẽ không có đủ cơ sở để tiến vào nó trước ở trong trạng thái bị thua về mặt tài nguyên như vậy. Cách biệt về tiền vẫn là con số khoảng chừng 4.000 tiền hơn cho bên phía Brion. Họ vẫn đang là đội tuyển có được cơ sở tốt hơn trong ván thi đấu này với một đội hình cũng không hề yếu về dạng late game, nhưng họ sẽ cần phải giải quyết ván đấu sớm, bởi vì những vị tướng về dạng đường sau ván đấu của họ ở những vị trí như Morgan hay Umti sẽ là những vị tướng như bên phía bên kia. Các bạn thấy là Maokai cùng với Kersente thì rõ ràng late game Maokai Kersente sẽ khỏe hơn. Vâng, đúng là như vậy rồi ạ. Thì ít nhất là thời điểm hiện tại có một cái bài toán mà bên phía Beyond họ sẽ cần phải giải, đó chính là cái trụ một khu vực đường dưới. Đó là lý do vì sao mà họ đẩy cho Morgan xuống cầm cho mình cái tàn phá hủy diệt, và phải càng nhanh càng tốt phá hủy được cái trụ này để sớm giúp cho bên phía Brion mở đường ra để có thể kiểm soát được con rồng tiếp theo. Baron thì có thể sẽ là hơi 50-50 và thậm chí rằng là sẽ hơi mạo hiểm ở thời điểm hiện tại, nhưng con rồng thì chắc chắn là không rồi. Khi mà Brion họ đang có cái nhịp hai rồng như thế này thì có được thêm cho mình một con rồng nữa mà tôi tin chắc là họ sẽ là một người muốn tranh chấp thôi, thì cái đường tới linh hồn rồng sẽ là gần hơn đối với cả Umti và đồng đội. Vâng, và lúc này thì đang có một tiếng di chuyển kiểm soát tầm nhìn của Brion, Umti và Alpha vẫn là bộ đôi đi chung với nhau để họ có thể có những áp lực trong pha mở, nhưng sẽ cần phải nhìn xem là những chủ lực tiến sau đang ở vị trí như thế nào. Mặc dù Lee Sin của Umti ván này xanh nhưng không phải là vị tướng có khả năng gánh sát thương tại thời điểm này, nhưng Henna đang có pha di chuyển đột biến. Anh ta thấy rằng Morgan đã lấy được khoảng chừng nửa cây máu của Dudu và anh ta đang muốn di chuyển để tấn công Dudu trong pha này, tàn phá hủy diệt. Còn những quyết định của họ là tấn công bằng trụ và lưỡi sát thương đến từ Morgan cùng với Henna trong pha vừa rồi, nó gần như xóa sổ nửa cây máu của Dudu. Tôi nghĩ rằng phải chờ tình huống replay lại. Tôi sẽ chờ tình huống replay của LCK. Tôi rất là muốn nhìn xem là cái cây máu của Dudu lúc đó còn là bao nhiêu mà tụt xuống không phanh như vậy. Vậy là rồi xong.
họ đã giải quyết được bài toán trụ một khu vực dưới, họ giải quyết được luôn bài toán tầm nhìn ở khu vực sông dưới, và họ có luôn cho mình con rồng. Xử lý tình huống, xử lý thông tin rất tuyệt vời tới từ Brion thêm một lần nữa. Wow, khả năng chống chịu đến từ Dudu có chứ không phải là không, và đó là nửa cây máu còn lại đến từ cơ sở tay của Dudu. Nhưng cú đứt nộ đến từ Morgan nó kích hoạt nội tại của dưới đen tương đối đáng kể trong pha vừa rồi, trừ đi một lượng giáp lớn của Dudu. Và sau đó là cái bản năng sát thủ lao vào của Henna với một lượng sát thương không hề nhỏ khi anh ta kích hoạt thành công cái nội tại của Kai'Sa. Và lượng sát thương đó đủ lớn để khiến cho Dudu ngay lập tức nằm xuống với tình huống mất trụ một đường dưới. Mất thêm con rồng nguyên tố thứ tư là rồng 3 cho phía Brion. Và lúc này thì Brion có thể đẩy lên cánh trên, kiểm soát tầm nhìn và gây áp lực tại Baron. Cái trụ 2 ở đường giữa không còn nhiều máu nữa rồi. Và nếu như Brion có được những tình huống xử lý đợt lính tốt mà họ khai thác được thêm cái trụ này nữa, thì họ lại càng mở được đường ra để có thể kiểm soát con Baron dễ hơn. Bởi vì ở đường trên là Karis là người đẩy, mà Tristana là con tướng đẩy đường cực kỳ nhanh. Lúc nào Bulldog cũng sẽ là người đứng sâu hơn để có thể phòng ngự và bắt buộc là phải dựng cái đĩa mặt trời lên để có thể giữ cái đợt lính ở một vị trí mà họ có thể có đường nhìn về phía khu vực rừng nhà mình. Còn đây, 1.000 máu bay thẳng băng luôn trong tình huống lao vào tới từ cả Henna và Morgan. Đó là một tình huống di chuyển rất đột biến đến từ Henna, với tiền đề là một cú đứt nộ đến từ Morgan sau khi anh ta kích hoạt thành công cái thần cá sấu có trên 50 nộ. Và ngay lập tức đó là một tình huống họ lấy được rất nhiều những lợi thế của mình với ma hạ gục, với trụ và với cả rồng nguyên tố nữa. Nếu như an toàn, họ không cần phải đánh Baron, họ có thể chờ con rồng nguyên tố sẽ xuất hiện sau khoảng chừng 3 phút nữa và chờ đến cái ngưỡng sức mạnh của một con Tristana đã có Navori. Thời điểm đó họ có thể suy nghĩ đến chuyện tấn công cả rồng lẫn Baron, bởi vì họ đang là đội có quyền chủ động cao hơn. Còn KDS lúc này họ không có quyền lựa chọn. Đối phương đánh ở rồng thì họ phải ra rồng, đối phương đánh Baron họ sẽ phải ra Baron, họ sẽ không có những phương án đổi mục tiêu. Và đây đang là tình huống di chuyển rất sâu cho phần dưới đối phương đến từ bên phía Brion. Họ đã vòng ra được phía sau vị trí của Bulldog, dịch chuyển được dùng tới từ vị trí của Morgan, dịch chuyển được dùng tới từ Dudu. Mục tiêu được chọn là Jungle, anh ta hơi trâu nhưng chuyển hướng sang cho mục tiêu đó chính là Azir của Bulldog, thì anh ta mất máu quá nhiều và anh ta bị kẹt lại sau khi bị chắn bởi các cản quét các lưu động. Anh ta lên bản điểm số mà gục dành cho MT, tiếp tục là pha bơi vào rất sâu nhưng đang bị tấn công và khiến Jefford chỉ còn một máu, anh ta vẫn ra được. Còn phần còn lại tiếp cận đó là Morgan với cú đứt đầu của mình. Jungle yếu máu, Andrew yếu máu và Az trong tay của Thayu đang nỗ lực để bắn nhưng anh ta không có nhiều sát thương cho lắm thì phải. Anh ta đúng là không có nhiều sát thương. Một đánh bốn đến từ vị trí của Thayun, thanh tẩy tốc biến được dùng, trả sát thương trở lại lấy được mạng của Effort. Nhưng sau đó bị Kai'Sa cái này tiếp cận với tốc biến và quét sạch có dành cho Brion. Và giao tranh quá tuyệt vời của OK Saving Bank Brion. Người đầu tiên bị giữ chân lại đó chính là Yang Ye. Và Yang Ye bằng mọi cách phải cố gắng giữ lấy cái mạng của mình, bởi vì nếu như anh ta nằm xuống sẽ là Baron ở bên phía thành viên của Brion. Nhưng sau đó là chuyển mục tiêu cực kỳ tốt tới từ Umti. Một pha côn chính xác tới từ người chơi đi rừng của Brion. Ngay lập tức Bulldog bị giữ chân lại và nằm xuống rất nhanh. Nguồn sát thương hỗn hợp của bên phía Conofix bị hạn chế ngay từ thời điểm đó. Đó là một pha lao vào tốc biến nộ lòng cưa cực kỳ là tuyệt vời tới từ Umti. Một ngày thi đấu rất xuất sắc tới từ người chơi đi rừng của Brion. Và sau đó thành viên của bên phía Brion họ đơn giản họ tràn lên mà thôi. Taeyun cũng đã có rất nhiều khoảng trống để bắn nhưng sát thương là quá yếu ớt, không có sát thương dứt điểm. Anh ta rất nỗ lực để gây sát thương trong pha này và ít nhất lấy được một mạng của Effort. Nhưng sau đó thì tính mạng của anh ta không được đảm bảo khi mà Henna vẫn còn đón tốc biến. Cơn mưa Kea nó được hồi lại và ngay lập tức đó là một pha tốc biến lấy mạng xạ thủ đối phương để hoàn thành cú quét sạch dành cho Brion tới từ Henna. Họ có luôn con Baron. Đây là một thời điểm mà họ đang hơn đối phương 9.000 tiền. Và với con Baron này thì dòng nguyên tố sau một phút hơn nữa, nó có lẽ sẽ là con dòng nguyên tố kích hoạt linh hồn rồng dành cho bên phía Brion. Và để xem là với Baron họ sẽ tiếp cận được trụ bậc thềm hay họ sẽ muốn bóc rỡ đi giặt trụ ngoài trước. Sau khi mà xin các bạn là khi mà con rồng xuất hiện ở trên bản đồ thì Karis cũng sẽ có thể hoàn thành cho mình món đồ thứ ba rồi. Henna thì trước đấy đã nâng cấp được giày, sau đó là có cho mình đồng hồ nhỏ rồi và đại băng tiễn được tung ra. Chiêu cuối của Yang Ye được tung ra có người che, đó chính là Effort. Effort cực kỳ cứng cáp. Anh ta mất có khoảng tầm có hơn 200 máu trong pha vừa rồi và đơn giản là lui về thôi. Chiêu cuối của Yang Ye không biết liệu rằng là nó có hồi kịp trong thời gian con rồng hay không. Nhưng những cái công trình thì không có chân để chạy đâu cả. Và Karis đang đẩy cực kỳ mạnh ở khu vực ở giữa của bản đồ. Đường giữa thì cũng đã mất trụ rồi, đường trên tôi nghĩ rằng cũng sẽ sớm mà thôi. Rất khó khăn cho bên phía KDF trong ngày thi đấu hôm nay. Họ đang phải đối mặt với một cách biệt lên tới con số 9.000 tiền tại ván đấu thứ 3. Baron vẫn còn khoảng chừng hơn một phút nữa để bên phía Baron tiếp tục những pha đẩy đường cao của mình ở tại các khu vực đường canh dưới và hướng tới linh hồn rồng ở con rồng nguyên tố thứ 5. Trụ hai đường dưới thì Bulldog đã bắt buộc phải về khi anh ta không còn đủ máu để phòng ngự nó nữa. Trước những áp lực đẩy đường đến từ Tristana của Karis và Brion cũng không có tham vọng trong việc tiến tới với trụ bậc thềm đối phương mà họ muốn đánh chậm. Đằng nào thì thắng 30 phút hay là thắng 35 phút thì nó cũng như nhau, miễn là thắng là được. Nên họ đánh rất là cẩn thận.
và họ đang hướng tới con rồng nguyên tố phía sau. KDF mở đường máu ra khu vực hang rồng với tình huống di chuyển cả 5 người ra khu vực giữa. Navori đã có trên người Karis. Cái sự lựa chọn của Brion là có nhá. Họ nhả con rồng này để Karis đẩy không phải là một sự lựa chọn tệ một chút nào cả. Rồng cũng ngon mà nhà lính đường dưới cũng ngon cả thôi. Bởi vì dù sao đây cũng chỉ là ngưỡng rồng 2 của Quang Đông Freaks. Nhưng Karis đã hội quân cùng với cả những đồng đội của mình rồi. Họ có cơ sở để giao tranh. Người đang vòng sau là Effort với một con Real đứng ở vị trí không có tầm nhìn. Real đã bị phát hiện rồi. Effort đang chuẩn bị hội quân cùng với cả Karis. Con rồng còn 2000 máu, 1400 máu và rồng thu về phía Quang Đông Freaks. Cướp rồng thành công. Và bây giờ Quang Đông Freaks họ đang tràn lên tấn công. Phân chia ra để về để có phòng ngự. Bên phía trong này Teju đã bị gục rồi và đó là double kill dành cho Henna. Henna đã bắn cực kỳ thoải mái. Hai xạ thủ của Brion đều được bắn cực kỳ thoải mái. Chiêu cuối của Dudu bế Effort đi vòng kia bờ tường, nhưng Dudu cũng đã phải bỏ chạy. Mặc dù mất rồng nhưng chiến thắng đang ở rất gần tầm tay của OK Sinh Banh Brion. Đây sẽ là tình huống một mình Dudu chấp cả thế giới chăng, khi mà 5 thành viên của Brion đang chuẩn bị đẩy vào để tìm kiếm chiến thắng thứ hai của mình ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và đó là một cú triple kill dành cho Henna trong một pha mà Morgan mặc dù chỉ còn lại khoảng chừng 1000 máu, nhưng với sự tự tin của một cái giáp thiên thần, anh ta bơi thẳng vào giữa lính đối phương và thậm chí anh ta còn chưa mất giáp thiên thần. Những nỗ lực tới từ Dudu trong việc dịch chuyển giữ lính, nhưng anh ta cũng sẽ phải chịu chung số phận với các thành viên của KDF3 thôi. Ván thắng thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay để giúp Brion phá vỡ đi chuỗi hai trận thua liên tục của mình tại LCK mùa hè 2023. Và tôi tin chắc rằng đây là một chiến thắng rất xứng đáng của các thành viên bên phía của Brion. Cái điều mà họ cần làm đó chính là họ không mắc sai lầm ở giai đoạn giữa của bàn đấu, thì họ đã sửa sai được ở trong cái ván thiếu thứ ba. Ván thiếu thứ hai nó chỉ là một chút chậm nhịp mà thôi. Brion họ vẫn đang làm cực kỳ tốt. Và ngày hôm nay, ngày mà Ulti cùng với cả Morgan một lần nữa thăng hoa, Brion mang về chiến thắng để cân bằng được số trận thắng với cả Dragon X và bám đuổi vị trí của Quang Đông Freaks ở phía trên. Một lựa chọn Lee Sin vô cùng hiệu quả tới từ Ulti, cùng với những đường của họ đều có những áp lực đi đường cần thiết, thì Ulti đã không làm phụ lòng những đội của mình với những pha tấn công đầu trận vô cùng hiệu quả, mang lại lợi thế dành cho đường giữa, mang lại lợi thế dành cho đường dưới, mang lại lợi thế dành cho đường trên. Bản thân anh ta cũng mang lại lợi thế cho chính bản thân mình với những mã hàng của đầu trận, kiểm soát toàn bộ những mục tiêu lớn. Và mặc dù có một chút sức sát khi mà để mất một con rồng nguyên tố, nhưng đó không phải là điều quan trọng khi họ đã nhanh chóng trở lại với những tiếng giao tranh then chốt ở tại các mục